Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người về loa Columbray, một cái dòng sản phẩm rất được ưa chuộng trong những năm 2023 và đầu năm 2024 sắp tới. Thì Columbray thường được mình ứng dụng trong những bộ dàn all-in-one và cũng như những bộ dàn karaoke gia đình. Tuy nhiên thì theo mình thì chưa có một cái clip video nào phân tích cho mọi người chi tiết được là những dòng sản phẩm Columbray thì nó sẽ có từng kiểu thiết kế như thế nào và phù hợp với từng nhu cầu như thế nào. Thì trong clip lần này mình sẽ chia sẻ rõ hơn và phân tích rõ hơn. Bởi vì thật ra là Columbray trên thị trường rất là nhiều loại và mỗi loại nó sẽ phù hợp với một nhu cầu khác nhau. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người thêm để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn được, để mọi người có thể chọn lựa sản phẩm nó phù hợp và nó chính xác với nhu cầu của mình. Cái chủ đề lần này thì mình chỉ nói về Columbray có cái súp ở dưới nha, tức là một cái súp và một cái loa dòng Acti nha mọi người. Còn những cái dòng Columbray mà dạng passy, những dòng coi bộ dàn như là dòng SE rồi dòng LD System mới về á, thì mình sẽ để dành cho một clip tiếp theo. Ok, không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Về Columbray mà phòng Acti thì mình sẽ tạm chia nó thành 3 dòng. Dòng thứ nhất mình sẽ chia sẻ luôn, đó là những dòng mà Columbray có tích hợp mixer và là một mixer chuyên nghiệp. Đại diện tiêu biểu cho hai dòng này thì mình có thể kể đến hai thương hiệu rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay, đó là thương hiệu JBL và thương hiệu Electrovoy. Lý do hai dòng sản phẩm này có tích hợp được một cái dòng mixer chuyên nghiệp bởi vì nó được thừa hưởng một cái gọi là một cái thương hiệu mixer trong cùng tập đoàn. Nếu JBL thuộc tập đoàn Hackman, có thương hiệu mixer là Soundcraft và phần effect là Lexicon, thì Electrovoy sẽ có một cái mixer trong cùng tập đoàn, đó là tập đoàn Bosch ấy, mọi người, đó là mixer Dynacorp, cũng rất nổi tiếng của Đức. Rồi thì hiện tại mình đang có ở đây dòng Electrovoy 30M, một dòng có mixer chứ em với mixer nha mọi người, và dòng JBL Aeon MK2, một dòng cũng có tích hợp mixer luôn. Thì mình sẽ cho mọi người xem chi tiết như thế nào nha. Ok, đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người thế nào hai dòng này chính xác của nó. Đây mới chính là dòng gọi là column all in one, nó như thế nào, là như thế này nè mọi người. Đâu rồi, đây, ok, mở lên. Ok rồi, để mình mở lên cho mọi người, mình sẽ mở cả hai cái cho mọi người coi, để cho mọi người hiểu. Đây thôi, xem cái này trước đi nha, trong lúc chờ JBL lên. Đây là một dòng sản phẩm có tích hợp mixer, ghi rõ sản phẩm nè, Power by Dynacorp, ghi rất rõ ràng nha mọi người, rất rõ ràng nha. Bởi vì nó được thừa hưởng cái dòng mixer đến từ cùng tập đoàn của nó thì nó mới làm được. Đó, nó Dynacorp, nguyên một cái mixer Dynacorp nhét cho đây luôn. Đây là một dòng sản phẩm là vừa có mixer nha, vừa có loa, rồi vừa có công suất sẵn trong hết đây luôn. Đó, và những cái mixer này nó chỉnh rất là chi tiết cho mọi người, mình rất là chi tiết. Chẳng hạn như một cái con 30M như thế này mà mọi người nhìn thấy này. Thật ra là hướng dẫn thì chắc là mọi người đã được hướng dẫn hết rồi, nhưng mà mình sẽ nói chỉ nói sơ qua thôi. Trong này nó sẽ có rất nhiều thông số để mọi người chỉnh, mid, bass, chép, aux, x này kia, rồi EQ này kia, kể cả FX luôn, kể cả là echo và reverb, FX1, F2 là echo và reverb mọi người. Có cả echo, có cả reverb, tùy cho mọi người muốn chỉnh gì mọi người chỉnh, và chỉnh rất chi tiết. Những con này chỉnh rất chi tiết nha mọi người. Đó là chi tiết khủng khiếp luôn. Đó, thì đây mới gọi là mixer chuyên nghiệp này. Đây là một bộ mixer chuyên nghiệp. Và những dòng sản phẩm như thế này, mọi người không cần phải mua thêm mixer nữa, bởi vì nó đã có mixer rồi và mixer của nó rất mắc tiền. Cái con mixer tích hợp đây rất mắc tiền. Mọi người đã mua, có xác định mua con này phải tận dụng con này. Ok. Đi qua cái dòng JBL Aeon MK2 này. Đó, nó cũng có tích hợp mixer nha mọi người. Soundcraft này, DBX nè, mọi người thấy không? Những thương hiệu rất nổi tiếng trong cùng tập đoàn Hackman của, đó là lý do tại sao JBL và Electrovoy họ được thừa hưởng những công ty thuộc cùng tập đoàn của họ. Nên là họ được thừa hưởng những cái gọi là cái công nghệ, tinh hoa công nghệ mọi người, nó sẽ ép vào đây luôn. Đó. Nên là khi mọi người xài những dòng như JBL Aeon 1 MK2 nè, Perit 1 nè, rồi Electrovoy 30M, 50M này, những dòng có mixer, thì mọi người, thứ nhất là mọi người hiểu được đây là dòng đã có mixer số trong đó rồi. Đó, đã có mixer số rồi, nên mọi người không cần thiết và mọi người không nên mua mixer ngoài nữa.
Nếu mọi mixer mọi người mua nó chất lượng còn kém hơn thì làm cái loa nó dở đi. Nếu mọi người mua mixer nó chất lượng tương đương thì nó hoài vốn, nó không có tác dụng gì hết. Vì trong đây mình đã mua những con này rồi, là chi phí giá thành mình bỏ ra đã có gọi là cái tiền đã có trong này rồi. Thì như hồi xưa mình đã có một cái clip nói về cái chia sẻ về hai dòng này rồi, nhưng mà thật ra khách hỏi lại quá nhiều nên tiếp tục mình lại chia sẻ một lần nữa. Tức là cái con JBL Aeon 1 MK2 này cộng với con Electro Void 30M này, hai con này đặc biệt là những dòng lớn cũng vậy thôi, không nên mua mixer thêm nữa. Trừ khi nào mọi người có hai cây, mọi người muốn nó ra stereo, mọi người muốn hát karaoke làm sao cho nó nhẹ nhàng thì mọi người bắt đầu mới mua vang số. Còn không, mọi người xài một cây, mọi người xài một cái mic nào cũng được. Thì mình nếu mà dễ thì xài mic echo, còn không thì mà bất cứ cái mic nào mọi người thích, trong này nó đã chỉnh hết được rồi. Và những dòng này ứng dụng của nó là gì? Những dòng này ứng dụng của nó, đây là một thiết bị all in one, có loa, có đẩy, có mixer. Thì mọi người sẽ dành cho những khách hàng như thế nào? Thứ nhất, những khách hàng nào mà muốn mang chỉ một cây đi, chỉ xài một cây á, những khách hàng nào chỉ xài một cây, mang đi chơi, mang đi du lịch, mang đi trong nhà, xài một cái này đơn giản, gọn lẹ, không có nặng nề, bê một cái là đi long luôn, có cái mic nữa vô là hát được karaoke được liền, thì mọi người nên xài dòng này. Là những dòng này là những dòng tập trung cho cái phần đó, bởi vì cái bộ mixer của họ rất mắc và họ muốn tinh gọn nhất để bên trong loa luôn. Những dòng này là dòng chỉ set một cây, hợp cho cái thể loại mọi người mà mọi người có nhu cầu chỉ set một cây. Còn bắt đầu từ mọi người set từ hai cây trở lên, mọi người sẽ có dòng khác, và dòng này mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ok, đây là những dòng sản phẩm mọi người, nếu khi nào mọi người có nhu cầu chơi từ hai cây trở lên thì mọi người xài những dòng như này. LD System LD System là một cái thương hiệu mới bên Thiên Vũ vừa mới kinh doanh cách đây cũng chưa lâu thôi. Tuy nhiên LD System hay ngày trước là bên mình có làm SE nữa, là những dòng hai dòng thương hiệu đến từ Đức, và hai dòng này đại diện cho cái dạng làm column, một kiểu gọi là chỉ làm về loa thôi mọi người. Tức là đó là những thương hiệu, những hãng solo, họ chỉ biết làm về loa thôi, họ không có trong một cái tập đoàn nào cả, và họ cũng không đủ nguồn lực để họ đưa mixer vào trong loa đó, nên họ tất cả chi phí giá thành này kia đủ cái giá trị mình mua hàng. Chẳng hạn như ví dụ như cây này như 48 triệu đi, thì 48 triệu đó sẽ tập trung toàn bộ vào chất âm, chất lượng build của loa, công suất loa đó, chứ không liên quan đến mixer luôn. Đây là một cái loa hoàn toàn là chỉ để ghép dàn, không xài solo được. Mấy bạn phim quay gần lại xíu để mình chia sẻ cho mọi người thêm. Đây là lý do mình nói tại sao dòng này nó tập trung hoàn toàn vào loa. Đây, thứ nhất, cái vỏ này thường nhá sẽ là bằng nhôm, hầu hết bằng nhôm. Cái ngàm của nó hoàn toàn khác ngàm sắt, mọi người thấy không? Mọi người nhớ không? Hồi xưa cái con SE C6 rồi MA8 bên mình á, cũng có cái chân kiểu như thế này, chắc là mấy dòng Đức giống nhau á. Cái ngàm này nó chắc chắn hơn những cái ngàm khác rất là nhiều. Còn phía dưới này, thùng, hầu hết những dòng mà chỉ tập trung vào loa như thế này á, thì thùng của họ 100% là làm bằng gỗ. Những thùng lớn, bắt đầu những dòng lớn là làm bằng thùng gỗ hết, không có làm thùng nhỏ, không có làm thùng nhựa, khổ quá, không có làm thùng nhựa, là thùng gỗ hết, rất là cứng cáp, rất là chắc chắn, bởi vì cái tiếng bass từ thùng gỗ nó sẽ khác hoàn toàn với tiếng bass từ thùng nhựa nha mọi người. Cái này là về nguyên tắc vật lý cơ bản. Thùng gỗ với thùng sắt là hồi xưa, nhưng mà nhớ có thùng gang á cũng rất là xịn, nhưng mà thùng gang thì mắc quá, như con mấy con Genlec mắc lắm. Thì đó, thì nếu mà chi phí thấp hơn thì mọi người sẽ làm thùng gỗ. Nhưng mà cái nhược điểm của cái làm thùng gỗ và cái vỏ nhôm như thế này mọi người biết là gì không? Nó rất là nặng. Nãy mọi người thấy mình bê ra rồi không? Đây là cái dòng tiếp theo mình nói với mọi người đây. Trời ơi, nó nặng lắm, nặng cực kỳ. Bởi vậy nên những dòng này chỉ thích hợp để có một chỗ thôi. Nếu mà có di chuyển thì cũng chỉ di chuyển ở cái khoảng cách gần thôi, chứ còn mà có những con này mà mang đi chơi là chắc là chơi xong đến lúc mà mới đầu chơi thì ok đó, mà lúc tàn tiệc rồi chắc bê vô không nổi đâu, mệt lắm. Đó lý do mọi người thấy những cái con mà như EV, chứ ngoại trừ con EV là một con đặc biệt thôi. Những con như JBL, như nãy như mình nói, như PX1 nè, rồi JBL MK2 á,
hầu hết thùng của nó là bằng nhựa. Bởi vì sao đó, như nói đó là chơi hệ thống kiểu solo, thùng phải bằng nhựa, loa vỏ này kia bằng nhựa để nó nhẹ, bê nó dễ, bởi vì người ta chủ yếu mục đích là mang đi chơi mà, chứ đâu phải để ở nhà đó, nên là họ sẽ làm bằng nhựa. Còn với những cái thiết bị mà chỉ tập trung vào loa thế này, tập trung vào chất âm, tập trung vào gọi là cái chất lượng build của loa, thì nó sẽ nặng như thế này, nặng nề, cục mịt, nhìn hơi xấu đúng không mọi người. Cái chiều này cũng rất là dày, nó dày hơn tất cả các con khác luôn. Không biết bạn phim có thấy, thí dụ phim quay cho mình một cái shot này, nó dày hơn rất là nhiều so với rồi bạn quay qua cho mọi người xem cái con hai con kia, cái con MK2, đặc biệt cái con MK2 á, con Electro Void nó cũng thừa hưởng một tí của bên các dòng của Đức, nên là nó hơi khác biệt so với một tí, nên là chất âm của EV mình lúc nào mình cũng đánh giá cao lắm mà. Nhưng mà đó mọi người thấy gì không, nó không dính à đó. Nhưng mà đây những dòng mà tập trung vào chất âm này, dày khủng khiếp luôn. Đây bạn quay phim quay ra cho mọi người xem phía sau nè, có phía sau nè, nhìn phía sau nó mắc cười lắm, mọi người thấy không? Không biết là bữa anh Vũ có review cho mọi người phía sau chưa, không có gì luôn nữa, cắm dây vô cái xài mở men lên to nhỏ xúp xiết hết rồi, còn không có gì chưa, có thêm cái Bluetooth này xài cho vui thôi. Thậm chí mọi người bắt Bluetooth vào đây á, ao đường này nó không ra, mọi người tin không? Này bên Thiên Vũ đi lắp mới biết này, thiệt luôn, cái này chia sẻ thiệt luôn, nhiều khi bảo vẹt đáo cho người xem lưng, nhưng mà cái này bên Thiên Vũ đi lắp mới biết luôn á. Tức là mọi người bắt Bluetooth vô đường này thì tín hiệu vẫn vô con này, nhưng mà đường này nào ra không được, nó ao ra mỗi đường này, nó ao sấp thì nó ao, sấp thì nó chịu ao, chứ còn hai đường này nó không ao. Khi nào mọi người tắm in vô đường này thì cái đường này nó bắt đầu nó mới ao được. Vậy á, khổ lắm. Nên là nói chung là những cái loa mà nó tập trung vào sản phẩm, vào chất lượng âm thanh này kia rồi thì đó mọi người thấy không? Mình có thể nói nôm na đó là những dòng column mà column hơi gọi là không được khôn lắm. Đó, như vậy đó. Đó, rồi. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt lợi mặt hại nha mọi người. Với những dòng như này giá thành nó sẽ thấp và chất lượng âm thanh nó sẽ mang lại nó sẽ khác biệt so với những dòng kia. Và những dòng này như là nói là nếu mọi người xài một cái, bỏ số tiền ra mọi người xài một cái chuyên đề nó phù hợp á, nó phù hợp thì nó sẽ rất là hiệu quả. Những dòng như này á, dành cho những khách hàng nào, dành cho những khách hàng nào mà lắp đặt cố định tại một nơi, lắp đặt từ 2 cây trở lên rồi đến một chỗ gọi là mở nhạc ra, đương nhiên lắp đặt cố định thì sẽ có vang số micro. Những khách nào thích mua vang số micro hát karaoke này kia thì con này kết hợp rất là tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời, âm thanh nghe cực kỳ đầy, cực kỳ dày, mà giá thành nó so với những dòng sản phẩm khác có mixer á rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Họ tập trung vào âm thanh không, họ không quan tâm đến mixer để người khác làm. Ok, đó là dòng thứ hai. Còn dòng thứ ba sẽ là một sản phẩm, nó là con line giữa hai dòng này, tức là nó không quá tập trung vào chất lượng âm thanh, nó cũng không quá tập trung vào cái phần gọi là mang đi di chuyển, mà nó ở giữa, nó sẽ tập trung vào cái gọi là cái trải nghiệm người dùng nhiều, rất là nhiều. Đó chính là dòng Bose. Rồi ok, Bose quá nổi tiếng à, mình sẽ cho mọi người coi và mình sẽ phân tích cho mọi người coi. Rồi cuối cùng Bose L1R8. Dòng này thì quá quen thuộc rồi, nhưng thật ra mình chỉ phân tích sơ cho mọi người thôi ha. Bose thì sao? Vỏ nhựa, thùng nhựa. Dễ di chuyển không? Cũng hơi dễ di chuyển xíu. Nhưng mà có pin không? Không có pin, nó lại ngược ngược xíu. Rồi có mixer không? Có mixer luôn, nhưng mà mixer có đầy đủ tính năng để chỉnh điều chỉnh không? Không, tính năng hầu hết là họ preset sẵn cho mình hết rồi, mình chỉ có chọn thôi. Nên là cái mixer của Bose nó nửa này nửa kia á mọi người. Mọi người biết rồi, Bose thì nó có cái con mixer Tonemaster T4S với T8S á, thì cái con T4 T8 nó chỉnh chuyên sâu con này một xíu. Mình không hiểu tại sao mà nó không gắn nguyên cái Tonemaster vào đây, nhưng mà họ chỉ mới lấy có chút xíu thôi. Hầu hết mixer trên con RO8 hay RO16 này á, nó chỉ chọn được thôi chứ không có chỉnh được, nó chỉ là chọn, tức là preset hãng có sẵn, mình chỉ chọn thôi. Tuy nhiên Bose lại đánh vào cái gì? Thứ nhất, trải nghiệm người dùng, xài rất là dễ, preset thì có sẵn rồi, chỉ việc chọn thôi, không phải suy nghĩ gì hết trơn, không phải đau đầu suy nghĩ là xem ở chỉnh như nào. Bởi vì những con chẳng hạn như hai con mình đang nói JBL với Electro Void đi ha, những con đó có mixer chuyên nghiệp dành cho những khách solo, tuy nhiên chỉ dành cho những khách nào biết chơi thôi, biết xài thôi. Bởi vì những dùng cái dòng này mà không biết xài, nó còn thà mọi người xài cái này ok hơn. Chứ mọi người hoặc là cái kia, thấy ít nhất cái kia xài còn hơi kia. Những dòng này dành cho những anh em nào mà đi chuyên nghiệp, biết chơi, biết xài, setup chuẩn, biết nghe nữa, chỉnh tương đối căn chỉnh tốt á, thì hẳn xài có mấy con này. Những con như JBL Aeon 1 MK2, Verit 1, Electro Void 30M, 50M
phải là biết chơi chuyên xíu, setup mới hay. Còn không, mọi người chơi con này giùm mình, hoặc là con này giùm mình, bow hoặc LD. Những dòng nào mà không phải căn chỉnh quá nhiều, không can thiệp quá nhiều à, chẳng hạn như bow là một cái dòng mà như mình thấy là có nghĩa là nó gọi là nó gọi là quan tâm đến cái trải nghiệm người dùng nhất. Đó, những dòng như này thì những khách hàng nào phù hợp. Thứ nhất, vừa nghe nhạc vừa karaoke, không phải là chuyên karaoke, cũng không phải là để cho xem phim mình ghi một cái pro gì đó. Không, bow nó không pro nổi đâu. Bow nó chỉ ở dừng ở mức là trải nghiệm người dùng thôi, chứ còn về pro hẳn về cái mảng lĩnh vực đó thì không. Bow nó ở chính giữa, tức là nghe nhạc cũng ok, hát karaoke cũng ở mức tương đối, tức là 5 điểm 5 điểm á, chứ không dồn hẳn về cái gì. Rồi mixer cũng có, nhưng mà nó chỉ trải nghiệm cũng ở mức 5 điểm thôi, tức là chỉ chọn thôi, không có chỉnh gì hết. Nhưng mà được cái là bow á, mọi người có thể xài solo một cây cũng được, mọi người xài 2 cây cũng ok. À, nó ở chính giữa là vậy đó. Đó là lý do mình nói là con bow này là một cái sản phẩm nó light, nó là con light ở chính giữa, không phải là ở dạng quá chuyên nghiệp như JBL, AV, hay là dạng quá tập trung vào chất lượng âm thanh như là LD System hay là SD. Ok. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới phân tích và chia sẻ cho mọi người ba cái dạng sản phẩm loa Column Array thường thấy thị trường. Thì hy vọng cái chia sẻ vừa rồi thì có thể giúp đỡ mọi người một phần nào để mọi người có thể xác định được cái nhu cầu của mình và chọn cái sản phẩm loa Column Array làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu để có thể mình mua nó tránh bị lầm. Rồi, đương nhiên ba cái dòng sản phẩm, cái ba cái dạng sản phẩm này thì bên Thiên Vũ đều có trưng bày và demo tại showroom 779 Trần Hưng Đạo, phường 1 quận 5. Thì nếu mọi người có thể ghé để trải nghiệm và test thử chất âm của từng thằng và thử xem là mình nói có đúng không nhá. Mình là Khánh, hẹn lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.